kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra, thông tin về một em bé 7 tháng tuổi ở Gia Lâm Hà Nội tử vong khi gửi qua đêm ở nhà bảo mẫu đã khiến dư luận vô cùng xót xa, đau đớn. Sự ra đi của bé là nỗi mất mát, đau thương không gì sánh nổi với một người mẹ. Đáng chú ý, mẹ cháu cũng đã thông qua trang mạng xã hội cá nhân đưa ra một số nghi vấn về những giờ cháu được bảo mẫu trông hộ. Còn tử vong bất thường, mẹ nghi vấn lời khai bảo mẫu. Theo thông tin, nạn nhân trong vụ việc là cháu bé tên NBK, tên ở nhà thường gọi là Táo Tàu, sinh năm 2022. Cháu bé sống cùng mẹ là NBH tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Chị Hát thông qua trang cá nhân trên mạng xã hội cho biết con trai đã qua đời sau khi gửi qua đêm tại nhà bảo mẫu. Chị chia sẻ, ngày 8 tháng 1, con chị đi tiêm phế cầu về và không sốt, chơi ngoan, không khóc, không có đờ mũi hay hò hèn. Cho đến ngày 9 tháng 1, chị bị ốm nên có gọi y tá có chuyên môn tới nhà chuyển nước, cũng có bế và chơi với cháu táo, cháu rất ngoan và không quấy khóc. Ngoài ra, người bạn ở hiệu thuốc trong chung cư của chị cũng xác nhận, khi đó con chị hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì bất thường. Sau đó vì ốm nặng, sức khỏe không đảm bảo, không thể trông con mà nhà lại neo người. Vì thế chị Hát đã theo bài đăng của một số cô trông trẻ trong khu tên là CUV và liên hệ người này trông giúp con buổi đêm. Chi phí nhận trông cháu 250.000 đồng một ngày. Khi giao cháu bé, chị Hát đã chuẩn bị một bình sữa chống sặc để bảo mẫu này cho cháu ăn. Trong suốt quá trình gửi con, mẹ cháu vẫn liên tục nhắn tin hỏi han con. Khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 1, chị Hát nhắn tin hỏi thăm về việc cháu ăn ngủ thế nào thì nhận được câu trả lời là yên tâm, có gì sẽ gọi ngay vì nhà có bác giúp việc nên không cần lo. Đến 7 giờ sáng hôm sau, chị Hát tiếp tục nhắn tin hỏi con từ đêm đến giờ thế nào thì được bảo mẫu V cho biết, 4 giờ sáng cháu dậy nửa tỉnh nửa ngủ, vừa ngủ lại. Chị lập tức thắc mắc, con không ăn hay sao? Thì V đáp, cháu ăn hết bình sữa chị Hát mang lên lúc 1 giờ sáng và vừa ăn xong một bình khác mới ngủ. Lúc này, người mẹ yêu cầu cô bảo mẫu chụp ảnh thì bảo mẫu không thực hiện vì lý do phòng tối không chụp được và đang phải ôm cháu nên khó sử dụng điện thoại. Cho đến 8 giờ sáng, về gọi cho mẹ bé táo và khóc rất lớn, nói cháu bị sặc sữa và tím tái. Chị yêu cầu về bế cháu xuống sảnh và lập tức gọi nhờ người giúp nhưng không ai thấy về xuống. Đến tầm hơn 30 phút sau, khi chị về đến nơi, cháu bé đã tử vong trên xe cứu thương, hai tay tím, mặt vàng, chân tay nắm chặt, co cứng và lạnh toát. Theo bác sĩ tại bệnh viện Gia Lâm, cháu bé tử vong ngoại viện, hút không có dịch trong mũi miệng. Từ đây mẹ bé nghi vấn, vậy cháu bé đã sặc cái gì bởi mũi miệng không có dịch và bình sữa cháu dùng là bình tốt nhất về chống sặc và đầy hơi. Chỉ khi cháu mút sữa thì mới ra nên không thể nói là sạc được. Bên cạnh đó, người mẹ cho biết có điểm bất thường khi xem lại đồ của con. Chị phát hiện bình sữa vẫn còn nguyên 2 phần 3 sữa cũ do tự tay chị đổ vào. Đáng chú ý, đó là loại sữa ban đêm, còn sữa ban ngày là loại sữa khác. Việc này mẹ cháu không nói nên về không thể biết được. Chị cho biết, cháu bé đã biết ăn thô, tự lập khi ăn không trào chớ nôn ọe và rất bình tĩnh. Cháu cũng không hề quấy khóc, kể cả lúc tự ngủ cũng không cần mẹ ở bên cạnh. Khi nghe bảo mẫu V nói rằng cháu bị sạc sữa, người mẹ trẻ lập tức thấy nhiều điểm không bình thường, nhất là khi các bác sĩ cho biết không có dịch mũi họng. Chị Hát chia sẻ thêm, sau khi cháu bé mất, cô bảo mẫu vẫn đăng bài nhận trông trẻ. Từ ngày 10 tháng 1 đến 15 tháng 1, mẹ cháu chỉ nhận được một tin nhắn xin lỗi và hỗ trợ một phần chi phí mai táng mà theo chị là khoản chi phí này cũng chưa nhận được. Từ đó, về cũng không hỏi thêm và chưa thắp cho cháu một nén hương. Kết quả giám định pháp y tử thi hé lộ điểm bất thường. Vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang nuôi con nhỏ. Quá uất ức về sự ra đi đột ngột của con trai, chị Hát làm đơn và yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Mới đây nhất, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé, đã cho biết thông tin kết quả giám định pháp y tử thi cháu bé theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, ngày 18 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm đã trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội khai quật pháp y tử thi cháu bé, làm rõ nguyên nhân chết để xử lý theo quy định của pháp luật. Tham gia buổi pháp y có sự giám sát của viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, chứng kiến của đại diện gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi. Quá trình giải phẫu tử thi, thấy khám ngoài không có tổn thương, khám trong não không có tổn thương, cơ tim bình thường, không bệnh lý, gan lách thận tụy ruột bình thường, không có tổn thương, ổ bụng không có tổn thương, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoài lực. Tuy nhiên khi giải phẫu phổi thấy bị sung huyết hai bên. Khi luật sư hỏi nguyên nhân phổi sung huyết thì bác sĩ cho biết do bị tắc thở thì sẽ gây sung huyết hai bên phổi. Như vậy, bước đầu có thể xác định được nguyên nhân cháu bé bị tử vong là do bị bịt tắc đường hô hấp gây nên. Vì vậy, luật sư đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng và nêu quan điểm cần làm rõ nguyên nhân cháu bé bị bịt tắc đường hô hấp tử vong là do cố ý hay vô ý để xử lý tương ứng theo quy định của pháp luật. Theo ý kiến của luật sư Nguyễn Anh Thơm, trường hợp có căn cứ xác định người nào cho cháu ăn cẩu thả vô trách nhiệm dẫn tới bị sặc sữa tử vong sẽ bị xử lý về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình Sự. Trường hợp cháu bé bị bịt tắc đường hấp là hành vi có chủ ý, tuy không mong muốn hậu quả, nhưng là hành vi nguy hiểm dẫn đến cháu bé tử vong thì người nào gây ra sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Thực tế, trong khoảng thời gian vừa qua, đã có một số vụ việc các cháu nhỏ tử vong khi gửi ở nhà bảo mẫu khiến dư luận hoang mang lo lắng. Vì thế câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tìm được bảo mẫu có tâm, có tâm, yêu thương trẻ thật sự là điều nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Trong cuộc sống bộn bề lo toan, có không ít gia đình bận rộn vì hoàn cảnh không có người trông nom con nhỏ. Vì thế bảo mẫu hai người trông giữ trẻ là lựa chọn hợp lý cho những trường hợp này. Tuy nhiên nếu không tìm hiểu kỹ, không cẩn trọng trong việc chọn bảo mẫu, nhiều hiểm họa cũng phát sinh từ đây. Đa số những đứa trẻ cần bảo mẫu trông nom đều là những bé còn khá nhỏ, chưa thể nhận thức được thế giới xung quanh, vì vậy bố mẹ cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Trước hết cần tìm hiểu tính cách, đời tư, học vấn và kinh nghiệm của bảo mẫu, và lần gặp đầu tiên khi tìm người giữ trẻ tại nhà, bố mẹ sẽ khó biết được tính cách của cô bảo mẫu vì vậy hãy chú ý đến hành vi cách cư xử giọng điệu của bảo mẫu quan trọng phụ huynh cần phải tìm được người thực sự tâm huyết với nghề yêu trẻ thật sự bên cạnh đó nếu quyết định nhận bảo mẫu cần lấy tất cả các thông tin liên quan để báo cáo chính quyền địa phương ngoài ra bố mẹ cũng cần thường xuyên gặp gỡ nói chuyện quản lý công việc của bảo mẫu kịp thời nắm tình huống trông nom con mình những vụ việc thương tâm xảy ra với các cháu nhỏ một lần nữa đánh lên hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh, khi thân bất do kỷ phải có người phụ giúp trông trẻ. Bên cạnh đó, bản thân những người đang làm công việc này cũng cần cẩn thận, chú ý và có trách nhiệm nhiều hơn nữa để không còn vụ việc thương tâm tương tự nào xảy ra. Vâng thưa quý vị, chỉ có duyên ở bên con trong khoảng thời gian ngắn, mẹ của bé trai 7 tháng tuổi cho đến nay vẫn không tin được một em bé ngoan ngoãn nhỏ xíu lại rời xa cuộc sống một cách bất thường như vậy hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc và tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo